Xin chào mọi người, hôm nay chúng tôi cùng các chuyên gia review thuốc giảm cân An Nhiên có tốt không giúp bạn ngay nhé. Thuốc giảm béo An Nhiên có tốt không là một câu hỏi được nhiều chị em tìm kiếm nhất trên Google hiện nay. Để biết vì sao sản phẩm này được nhiều chị em tin tưởng sử dụng đến như vậy, tìm hiểu thông tin chi tiết sản phẩm dưới đây để biết rõ hơn nhé. Thuốc giảm cân An Nhiên là một sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty dược phẩm quốc tế Canada và đã nhận được sự đón chờ khá tích cực từ phái người dùng. Sản phẩm viên uống giảm béo An Nhiên là thực phẩm thức năng bảo vệ sức khỏe của bạn nhờ tác dụng hỗ trợ giảm cân, đốt cháy mỡ thừa để giúp lấy lại một vóc dáng thon gọn như mong ước. Sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thiên nhiên theo công nghệ hiện đại mang đến cho bạn một hiệu quả nhanh chóng và không gây tác dụng phụ khi sử dụng. Nguồn gốc cả thuốc giảm béo An Nhiên là sản xuất tại Việt Nam, thành phần, những thành phần từ thiên nhiên sau. Sản phẩm có thành phần chính từ cà phê xanh, đây là một thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa. Đặc biệt là có chứa axit chlorogenic và caffeine giúp ngăn chặn quá trình hấp thu tinh bột và ức chế cảm giác thèm ăn. Từ đó hạn chế nạp đồ ăn vào cơ thể, vỏ măng cụt có tác dụng chống nám và tàn nhang hữu hiệu. Những vết thâm do sẹo để lại cũng sẽ mờ dần chỉ sau thời gian ngắn khi sử dụng. Da mặt của bạn sẽ được nuôi dưỡng từ sâu bên trong. Trà xanh giúp giảm cân, với thành phần chất caffeine trong trà xanh có tác dụng làm trong việc tiết ra lượng dịch dạ dày. Điều này giúp cho quá trình tiêu hóa được nhanh hơn, tăng cường khả năng phân giải lượng mỡ thừa. Cùng với đó là các vitamin có mặt trong trà xanh cũng làm giảm mỡ đi khá nhiều. Thành phần giấm táo sẽ có thuộc tính vượt trội như chất chống oxy hóa, kháng khuẩn cũng như lợi cho sức khỏe và làn da mà nhiều người vẫn biết đến. Sơn trà dùng để làm thuốc điều trị giảm cholesterol, lipoprotein mật độ thấp, hạn chế tích tụ chất béo trong gan và động mạch chủ. Phục linh được coi là vị thuốc bổ, thuốc lợi tiểu, dùng trong bệnh thủy thũng, còn dùng làm thuốc trấn tĩnh, chữa các trường hợp mất ngủ hay sợ hãi. Di tinh, collagen là yếu tố cần thiết trong quá trình tạo ra các axit amin thanh khiết cho sức khỏe của làn da, mái tóc, móng tay, khớp xương và các mô khác trên cơ thể người. Lá sen tác dụng chữa mất nước, chữa rối loạn mỡ máu, chữa mất ngủ, phòng chống béo phì, kìm hãm sự tăng cân đối với những người có cơ địa khó giảm, dễ tăng cân trở lại. Thuốc An Nhiên giảm cân có công dụng gì? Với các thành phần từ thảo dược thiên nhiên, viên uống An Nhiên giảm béo có tác dụng hỗ trợ loại bỏ mỡ bụng, chân, đùi và toàn thân hiệu quả. Từ đó giúp hạn chế khả năng hình thành mô mỡ. Viên giảm cân An Nhiên sẽ ngăn ngừa sự tích tụ của chất béo, hỗ trợ duy trì cân nặng đối với người đang giữ dáng. Các thành phần thiên nhiên trong viên giảm cân An Nhiên còn có công dụng hỗ trợ làm đẹp, sáng mịn da. Bên cạnh đó, thuốc An Nhiên giảm cân còn đào thải các độc tố qua đường bài, thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe trong quá trình giảm cân, giúp người dùng giảm cân một cách nhẹ nhàng và an toàn. Không tác dụng phụ, không có cảm giác chóng mặt, buồn nôn, chán ăn, chân tay bủn rủn, mệt mỏi như các loại giảm cân trôi nổi trên thị trường. Trà giảm cân An Nhiên chính hãng sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp các chị em nạp đồ ăn vào cơ thể, từ đó giúp giảm cân theo cách tự nhiên và giữ được vóc dáng lâu dài, và sau khi giảm sẽ không tăng cân trở lại. Cách sử dụng viên uống giảm cân An Nhiên hiệu quả. Để phát huy tốt công dụng của sản phẩm thì các chị em nên chú ý đến cách uống thuốc giảm cân An Nhiên như sau. Sử dụng trước bữa ăn 30 phút và một ngày dùng 2 lần vào sáng và tối, mỗi lần dùng từ 1 tới 2 viên tùy theo mục đích các bạn muốn tốc độ giảm cân nhanh hay chậm. Nên sử dụng liên tục một liệu trình và không bỏ dở giữa chừng để đạt hiệu quả tốt nhất. Ngoài ra, các chị em cũng nên kết hợp cùng với một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học. Hạn chế ăn những đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, tinh bột, cũng nên có một chế độ tập luyện đúng cách và thường xuyên để đẩy nhanh quá trình giảm cân nhé các chị em. Đây chính là cách sử dụng thuốc giảm cân An Nhiên an toàn và hiệu quả nhất. Chuyên gia đánh giá sản phẩm giảm cân An Nhiên, viên uống giảm béo An Nhiên được chuyên gia đánh giá là sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như cà phê xanh, vỏ măng cụt, lá sen, được đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Bên cạnh đó, vì được chiết xuất từ thành phần tự nhiên nên An Nhiên không gây tác dụng phụ. Tuy nhiên, có chế hoạt động của An Nhiên thuốc giảm cân là dựa trên nguyên lý đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa và đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể, do đó sẽ khiến cơ thể mất nước. Nếu không được bổ sung nước kịp thời có thể dễ đến tình trạng mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Người sử dụng sản phẩm vẫn có một chế độ ăn uống và sinh hoạt bình thường, không cần áp dụng biện pháp ăn kiêng kham khổ. Vậy thuốc giảm cân An Nhiên có an toàn không? Các bạn đã có cho mình câu trả lời rồi chứ? Dù dùng bất cứ loại thuốc giảm cân nào thì vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nhé. Giảm cân An Nhiên lừa đảo có thật không? Thuốc giảm cân An Nhiên có tốt không khi mà hiện nay có rất nhiều thông tin rằng An Nhiên lừa đảo?
Hiện cũng có khá nhiều thông tin từ các bài báo cho rằng sản phẩm An Nhiên giảm cân này quảng cáo sai sự thật. Giá thuốc giảm cân An Nhiên, hiện nay sản phẩm giảm cân An Nhiên đang được bán trên thị trường với mức giá dao động 1.200.000 đồng một hộp. Giảm cân An Nhiên chính hãng bán ở đâu? Giảm cân An Nhiên hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường. Bạn có thể dễ dàng mua giảm cân An Nhiên ở nhà thuốc lớn, các trang thương mại điện tử và ở một số cá nhân kinh doanh online cũng bán sản phẩm này. Tuy nhiên, thời gian gần đây thực phẩm chức năng giảm cân được làm giả và bày bán trên thị trường rất nhiều với mức giá rẻ. Nên khi có nhu cầu sử dụng, mình khuyên bạn không nên mua giảm cân An Nhiên với giá quá rẻ. Vì sao? Nên đặt mua trực tiếp từ website của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng. Đó là vì nếu bạn đặt hàng tại website chính thức của nhà sản xuất, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi như được đảm bảo nhận được hàng chính hãng 100%, giảm giá cực lớn chỉ còn 850.000 một hộp. Mua 2 hộp được tặng thêm 1 hộp, mua 4 hộp được tặng thêm 2 hộp, được giao hàng miễn phí toàn quốc. Các bạn có thể đặt hàng tại website chính thức của nhà sản xuất qua đường dẫn dưới phần mô tả của video nhé. Trên đây là những thông tin về viên uống giảm cân An Nhiên, hy vọng có ích cho mọi người. Chúc mọi người giảm cân thành công, đừng quên để lại một like và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!